cách Hà Nội 80 km sông bôi mang vẻ đẹp thiên nhiên bình dị yên bình là địa điểm cắm trại vô cùng hấp dẫn tránh xa phố xá xô Sô bồ. Sông bôi là một con sông chảy qua hai tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình, sông là nhánh chính đổ vào sông Hoàng Long nên đôi khi nó cũng được gọi là sông Hoàng Long. Có hai nguồn nước khoáng đổ vào thượng lưu và hạ lưu sông bôi là nước khoáng kim bôi, Hòa Bình và nước khoáng canh gà, Ninh Bình. Những năm gần đây, sông bôi đã trở thành điểm cắm trại yêu thích của nhiều gia đình. Để đến được sông Bôi, từ trung tâm thành phố Hà Nội các bạn có thể di chuyển theo hướng Hòa Lạc hay Vân Đình hoặc Pháp Vân đều được. Điểm cắm trại được yêu thích nằm ở đoạn sông thuộc thôn Nà Bờ, xã Sào Bấy, huyện Kim Bôi. Đường vào suối rất dễ đi cách đường chính khoảng 1 km, ô tô có thể vào tận ven sông. Khi đến đoạn sông này, các bạn có thể kê bàn ghế ngồi ngắm cảnh ở giữa sông ưu điểm của nơi đây chính là không gian rất đẹp, cây cối xanh gì đồi núi chập trùng, nước trong vắt, rất nông vì là đầu nguồn chảy nhẹ và đều. Các bạn nhỏ khoảng một tuổi cũng có thể ra sông ngồi chơi. Dưới sông có nhiều đá, sỏi to nên bố mẹ mang theo nên mang ủng, giày nhựa để con lội sông không bị đau chân. Bố mẹ nhớ mang quần áo nhiều chút vì hầu như các con sẽ chơi dưới suối từ sáng đến chiều. Bờ sông vô cùng rộng rãi lại có bãi cỏ xanh mướt cực phù hợp với việc cắm trại các bạn nên chuẩn bị bếp cồn để nấu mì, nấu nước pha cà phê, làm bíp steak hoặc mang bếp than. Ngoài ra để thêm phần thú vị các thành viên trong nhóm có thể đi nhặt củi về để nướng thịt xiên. Về đồ ăn có thể tham khảo thực đơn mà bất kỳ buổi cắm trại nào cũng không thể thiếu như thịt xiên nướng, bánh mì, răm bông, xúc xích, mì tôm, snack, hoa quả, sữa, gia vị, sốt chấm, dừa tươi. Trên đường đến còn đi qua chợ ở xóm Bến Tốt Động có thể mua hoa quả, khoai ngô các loại nhé đây là bãi tự nhiên không mất phí dịch vụ và cũng không có dịch vụ gì cả nên mọi người phải tự túc chuẩn bị mọi thứ điểm này chỉ nên chơi trong ngày là ổn nhất nếu muốn cắm trại ở qua đêm thì phải tìm bãi cỏ chứ không nên cắm ở bãi sỏi hay gần suối bên cạnh đó có một lưu ý cho các gia đình muốn đến đây đó là xung quanh vẫn có nhiều nhà dân sinh sống vì vậy mọi người cần tránh làm ồn không sử dụng loa kéo tránh ảnh hưởng đến người dân và dù đi cắm trại ở đâu thì cũng cần có ý thức giữ gìn giữ vệ sinh mang rác về và dọn dẹp sau mỗi chuyến đi